ấy là cả nhà cùng tiếp tục vào cũng làm công tác xây dựng luôn, cả nhà cũng biết làm, cả con cái đi làm về cũng đều tham gia hết, đều chung tay và đóng góp cùng vào cái ngôi nhà này. Kể cả là thuê rồi nhưng mà hai bác với lại gia đình vẫn rất là tâm đắc để tự tay mình xây lên cơ. Quý khán giả của kênh Nhìn Được Guitar, hiện tại thì Hồng Phương cùng với Guitar Home đang có mặt tại địa chỉ đó là số nhà 19 thôn Phương Nghị, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội để gửi tới cho quý vị khán giả về mẫu công trình vô cùng độc đáo, đó chính là mẫu nhà tân cổ điển 3 tầng thiết kế hệ thống mái Pháp của gia đình nhà bác Tọa và bác Yến. Thưa quý vị, theo như bác trai có giới thiệu với chúng tôi thì tổng diện tích của khu đất của gia đình bao gồm khối công năng nhà chính và khu tiểu cảnh sân vườn sẽ có tổng diện tích là 260m², trong đó thì khu vực công năng nhà chính được dành ra một khoảng diện tích đó là 130m² để thiết kế. Về kích thước của khu vực công năng thì sẽ có chiều dài mặt tiền là 9,4m và chiều sâu là 16,4m. Một vài những cái thông tin về thông số để quý vị khán giả có thể là tham khảo nếu như mà chúng ta đang sở hữu một lô đất có diện tích với như là địa thế tương tự giống như gia đình của hai bác. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể là quan sát thêm một vài những cái chi tiết thiết kế tại khu vực ngoại thất của gia đình ạ. Thưa quý vị, khu vực cổng ra vào của gia đình thì cũng được thiết kế bằng một hệ cổng cực đại và sử dụng bằng cổng nhôm đúc mạ vàng với những đường nét hoa văn của phong cách thiết kế tân cổ điển vô cùng ấn tượng. Bên cạnh đó chúng ta có thể là quan sát khoảng sân vườn phía trước của gia đình ạ. Khoảng sân vườn phía trước của gia đình thì cũng được bố trí tương đối rộng và gia đình sử dụng hệ thống là đá xanh trang trí để ốp lát tại khu vực sân vườn và có một thêm một cái điểm nhấn tại khu vực ngoại thất này. Quý vị có thể là tham khảo là mẫu thiết kế tiểu cảnh sân vườn của gia đình. Gia đình đã bố trí một bể cảnh, bể cá koi và hiện tại thì theo như gia đình có chia sẻ thì vào khoảng một tháng nữa thì khu vực bể cá koi này thì cũng sẽ được hoàn thiện đầy đủ và sau này ở dưới thì sẽ là nước và cá, ở trên này thì sẽ có hệ thống thác nước nhân tạo chảy để tạo nên những cái hiệu ứng cảnh quan cho không gian ngoại thất của gia đình ạ. Chưa hết, tại vị trí này quý vị có thể là quan sát cạnh với khu vực bể cá koi, trong tương lai gia đình cũng sẽ là mong muốn thiết kế một chòi nghỉ ngơi để cho bác gái thì buổi sáng có thể là ra đây cho cá ăn này, bác trai có thể là ăn bánh thưởng trà cũng như là những người hàng xóm khi mà tới thăm hai bác vào buổi chiều, đúng không ạ, sẽ có một không gian trà chiều cũng như là đánh cờ với nhau tại khu vực này cũng rất là hợp lý. Ngoài ra, ngoài không gian tiểu cảnh sân vườn ra thì quý vị cũng có thể là quan sát thêm khu vực bên này của gia đình thì cũng được dành ra một khoảng diện tích tương đối vừa phải và theo như mong muốn của gia đình ạ. Hai bác mong muốn là có thêm một vị trí sân ướt nữa ở phía dưới này để cho gia đình của hai bác có thể là thuận tiện hơn trong quá trình mà dành bác sinh hoạt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là mẫu thiết kế công trình nhà mái Pháp, công trình của gia đình nhà bác Tọa và bác Yến thì được thiết kế và xây dựng theo phong cách tân cổ điển với những đường nét hoa văn vô cùng tinh tế cũng như là mãn nhãn. Và phong cách tân cổ điển thì sẽ không quá cầu kỳ như phong cách cổ điển và cũng sẽ không quá là cứng nhắc như là phong cách hiện đại. Chúng ta có thể là quan sát từ vị trí tầng 1 lên trên tầng 3 của gia đình ạ. Những thiết kế tân cổ điển với những đường nét hoa văn phù điêu đắp nổi vô cùng tinh tế và tinh xảo, có thể thấy là gia chủ chúng ta, đúng không ạ, những thành viên trong gia đình khi quyết định lựa chọn mẫu thiết kế này thì phải thực sự là một người có gu và là một người rất là am hiểu về kiến trúc.
có một câu nói mà MC đã từng nghe, nếu như so sánh mẫu nhà tân cổ điển với một chai rượu vang ạ, rượu vang thì để càng lâu thì sẽ càng ngon, và mẫu nhà tân cổ điển thì càng lâu ngắm nhìn thì càng thấy đẹp. Và quý vị có thể là quan sát những cái đường nét thiết kế của gia đình được bố trí tại khu vực ngoại thất, được đầu tư chỉnh chu vô cùng tỉ mỉ. Tại khu vực tầng 1 ạ, chúng ta có thể là quan sát kỹ hơn. Tầng 1 của gia đình thì được bố trí hai thức cột vuông vức, chắc chắn thể được sự bề thế của công trình ạ. Tiếp theo di chuyển lên khu vực tầng 2, hệ thống cột trụ của gia đình được thay đổi bằng hệ thống cột trụ tròn, tạo sự mềm mại, uyển chuyển cho không gian ngoại thất của gia đình ạ. Bên cạnh đó, vị trí ban công đua ra của khu vực tầng 2, chúng ta có thể quan sát ban công của gia đình được thiết kế là ban công hình bán nguyệt, tạo độ tinh tế cũng như là mềm mại thêm cho không gian của gia đình. Và ngoài ra, khu vực hệ mái của gia đình ở phía trên thì cũng được sử dụng bằng hệ thống mái Mansart, mái Pháp, thì cũng khiến cho ngôi nhà được trở nên cao hơn, sang hơn rất là nhiều. Quý vị thân mến, bước qua khu vực khoảng sân vườn của gia đình ạ, thì chúng ta sẽ đi qua một bậc thềm ngũ cấp và tận dẫn tới khu vực sảnh chính. Và tại vị trí này trong tương lai, quý vị có thể là quan sát ở phía trên gia đình cũng sẽ là bố trí thêm một hệ đèn chùm nữa để tạo thêm điểm nhấn cho không gian ngoại thất của gia đình, đặc biệt là vào buổi tối. Bước qua khu vực cửa ra vào của gia đình được sử dụng bằng chất liệu đó là gỗ hương đá ra, thì chúng ta sẽ đến với không gian đầu tiên, đó chính là không gian phòng khách. Thưa quý vị, phòng khách của gia đình thì được kiến trúc sư thiết kế với diện tích đó là hơn 32m2. Và khi bước vào trong bên trong không gian phòng khách của gia đình ạ, cảm nhận đầu tiên của Hồng Phương cảm thấy là không gian phòng khách của gia đình được thiết kế vô cùng hoành tráng, với lối thiết kế thông tầng khiến cho không gian phòng khách của gia đình được trở nên cao hơn, sang hơn và rộng rãi hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể là tham khảo thông qua một vài những cái chi tiết thiết kế như là bố trí nội thất của gia đình. Tại vị trí trung tâm thì gia đình đã bố trí một bộ bàn ghế hương đá vô cùng hoành tráng, cũng như là bề thế ở phía trên thì sẽ có hệ thống đèn chùm pha lê, và chi tiết mảng tường ốp ở phía sau thì cũng được gia đình sử dụng linh hoạt, rất nhiều các mảng vật liệu như là nhựa giảm vân đá này, rồi là đó là gỗ công nghiệp mà phủ vân gỗ ốc chó. Và đặc biệt đó là các mảng tường của gia đình ạ, với cái phong cách thiết kế tân cổ điển này thì mảng tường thì được chú trọng sử dụng rất nhiều các hệ thống phào để tạo thêm điểm nhấn cho không gian. Và đối diện với không gian phòng khách của gia đình, quý vị có thể là tham khảo thêm thiết kế của khu vực kệ tivi cũng như là các vách đựng đồ. Kệ tivi cũng như là vách đựng đồ của gia đình thì theo như thông tin mà chúng tôi được biết, gia đình cũng ưu tiên lựa chọn toàn bộ bằng chất liệu đó là gỗ ốc chó nhập khẩu với những cái đường vân vô cùng tinh tế cũng như là mãn nhãn. Và tại vị trí này thì chúng ta có thể quan sát là trong tương lai gia đình cũng sẽ là trang trí những cái đồ lưu niệm như là những bình rượu quý để khiến cho không gian phòng khách của gia đình được trở nên cuốn hút hơn. Và vị trí của khu vực kệ tivi này thì anh chị cũng đã là rất là tinh tế khi thiết kế thêm một bộ đèn chùm để tăng tính hấp dẫn. Nối vào bên trong không gian phòng khách ạ, xin mời quý vị sẽ cùng nhau tham khảo tiếp tục không gian phòng thờ của gia đình. Không gian phòng thờ của gia đình thì được bố trí với diện tích đó là 11m2. Và khu vực thờ cúng của gia đình thì cũng được thiết kế và sử dụng chất liệu thiết kế hoành phi câu đối cũng như là các bức chướng, rồi sập thờ cũng bằng chất liệu đó là gỗ hương đá, và quý vị khán giả có thể là tham khảo. Cạnh với không gian phòng khách cũng như là phòng thờ của gia đình ạ, thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng bếp, nơi mà các thành viên trong gia đình đặc biệt yêu thích, và trong đó thì có cả bác gái. Thưa quý vị, phòng bếp của gia đình theo như MC có đọc trong bản thiết kế, diện tích sẽ là 20,5m2. Và với một diện tích như thế này thì tại đây kiến trúc sư nội thất của gia đình đã bố trí dành cho gia đình những gì, quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Phương tham khảo. Đầu tiên thì chúng ta sẽ không thể thiếu được không gian bếp núc nấu nướng. Và có một cái điểm khác biệt của gia đình đó là gia đình đã bố trí một bàn đảo bếp tại vị trí trung tâm. Và nơi này sẽ là nơi để gia đình bác nấu nướng các món ăn hàng ngày với nhau. Và vị trí của các kệ tủ thì sẽ được đẩy lùi ở phía sau với một hệ bàn thiết kế theo hình chữ L. Về tổng quan, tông màu chủ đạo mà kiến trúc sư sử dụng nội thất tại khu vực phòng bếp này thì sẽ là tông màu trắng rất là tươi sáng, tạo nên độ tinh tươm, sạch sẽ dành cho ngôi nhà, dành cho căn phòng. Và với những cái thiết kế có rất nhiều các hệ tủ, từ hệ tủ trên nối kịch trần, quý vị khán giả có thể tham khảo.
rồi các hệ tủ dưới thì rõ ràng là không gian bếp của gia đình sẽ được gọn gàng, tinh tươm hơn rất là nhiều. Chưa hết, quan sát thêm khu vực này thì chúng ta có thể là thấy rằng gia đình cũng là bố trí thêm một kệ tủ nữa. Và kệ tủ ở phía trên thì gia đình có thể sử dụng để đựng nồi niêu xoong chảo, những cái đồ dùng mà chúng ta ít sử dụng, đúng không ạ? Và vị trí này thì trong tương lai anh chị cũng như là hai bác thì cũng sẽ là thiết kế bố trí những cái bình rượu vang để đón khách quý, thưa quý vị. Thông qua một vòng căn bếp của gia đình thì không biết là quý vị có nhận ra một cái điểm tinh tế này không ạ? Về phần lớn các thiết bị nhà bếp của gia đình thì được đầu tư toàn bộ bằng thiết bị thông minh. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua kế cạnh với nơi mà MC đang đứng, đó chính là một chiếc máy rửa bát. Theo như bác chủ nhà có giới thiệu, đó là con gái, đó là đặt về cho bố mẹ để giúp cho bố mẹ có thể là thuận tiện hơn trong quá trình mà bếp nước nấu nướng. Chưa hết, tại vị trí này kế cạnh với bồn rửa của gia đình thì kiến trúc sư đã thiết kế thêm cho gia đình thêm một ngăn tủ để gia đình có thể để lò vi sóng. Ngoài ra, tại khu vực đảo bếp này ở phía dưới thì gia đình cũng đã là setup thêm một lò nướng dành cho gia đình. Và khu vực phòng bếp của gia đình thì sẽ không thể thiếu được khu vực bàn ăn của gia đình, đúng không quý vị? Và bàn ăn này theo như chúng ta có thể là quan sát, gia đình cũng đã sử dụng bằng chất liệu đó là gỗ ốc chó nhập khẩu với những cái đường vân vô cùng tinh tế và mãn nhãn. Và với một bộ bàn ăn có thể có sức chứa từ 8 tới 10 người này thì sẽ đủ cho một đại gia đình có thể là thuận tiện hơn trong quá trình dùng bữa cùng với nhau. Và để tạo thêm điểm nhấn cho không gian phòng bếp của gia đình, quý vị có thể là quan sát, anh chị cũng đã là bố trí thêm một hệ đèn chùm ở phía trên với tông màu vô cùng đầm ấm, giúp gia đình có những bữa cơm ngon cùng với nhau. Và có một điểm chung về giải pháp đón ánh sáng cũng như là điều hòa không khí vào bên trong không gian sống của gia đình, quý vị khán giả có thể là quan sát từ khu vực phòng khách tới khu vực phòng bếp và kể cả là những phòng công năng khác của gia đình, từ tầng 1 lên trên tầng 3 thì gia đình sử dụng rất nhiều các hệ thống cửa kính để đón ánh sáng cũng như là khí tươi vào bên trong không gian sống của gia đình, chúng ta có thể là tham khảo. Và cạnh với khu vực phòng bếp của gia đình thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ của hai bác. Phòng ngủ của hai bác thì được thiết kế với diện tích đó là 15,6m² và được đặt tại khu vực tầng 1 để giúp cho hai bác có thể là thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển. Và dẫn vào bên trong không gian phòng vệ sinh chung của gia đình thì chúng ta sẽ đi qua một lối đi nhỏ, và lối đi này thì cũng khá là đặc biệt. Đầu tiên thì sẽ có một vách gỗ được ngăn cách với không gian phòng bếp cũng như là phòng vệ sinh nữa, rất là riêng tư. Bên cạnh đó thì quý vị có thể là quan sát thêm chi tiết, đó là lối đi của gia đình thì cũng được thiết kế khá là tinh tế. Và phòng vệ sinh chung của gia đình thì được thiết kế gần như là ở phía cuối của công trình để giúp cho công trình của gia đình được trở nên tinh tế hơn. Và quý vị khán giả có thể là tham khảo những cái bố trí công năng cũng như là các thiết bị mà gia đình sử dụng tại khu vực phòng vệ sinh này để quý vị có thể là tham khảo thêm dành cho mẫu thiết kế phòng vệ sinh chung của gia đình với diện tích đó là hơn 5m². Quý vị khán giả thân mến, vừa bên cạnh tôi đến lúc này đó chính là bác Tạo, là bác Yến, là chủ đầu tư của công trình nhà máy Pháp 3 tầng ở tại công trình Hà Nội mà ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Dạ vâng ạ, chào hai bác. Đầu tiên thì chúng cháu xin được cảm ơn hai bác cũng như là gia đình của mình đã tạo điều kiện cho anh em chúng cháu về tham quan, giới thiệu công trình nhà của mình cho quý vị khán giả đang theo dõi video clip được biết. Dạ vâng, hai bác thân mến, không biết là từ đâu gia đình mình lại có ý tưởng xây dựng một ngôi nhà máy Pháp theo kiến trúc Tân Cổ Điển này ạ? Về cái vấn đề xây dựng nhà cửa này thì qua quá trình là tôi cũng đã đi xây dựng nhiều, gần 20 năm xây dựng, thì qua quá trình kinh nghiệm cũng như là về nhà để xây dựng một nhà mình như là để cho cuộc sống nó đẹp đẽ. Và về nói về những quan điểm xây dựng thì nói chung là càng ngày nó càng hiện đại, nhưng mà mình mà xây dựng mà không có thiết kế thì luôn luôn bị lỗi thời. Thế cho nên là làm thì càng về sau là càng xây dựng càng có thiết kế thì nó vừa đẹp, nó vừa đảm bảo cho công trình sinh hoạt nó rất là thuận tiện, và đầy đủ những tiện nghi mà mình sinh hoạt là khép kín trong nhà,
Dạ vâng, hai bác thân mến, thì có lẽ là rất nhiều các quý vị khán giả đang theo dõi video clip qua màn ảnh nhỏ thì cũng rất là yêu thích mẫu công trình nhà máy phát tân cầu điện của gia đình, và chắc hẳn là mọi người cũng rất là mong muốn được hai bác chia sẻ về những cái kinh nghiệm để cho mọi người trong tương lai khi mà mọi người có nhu cầu xây dựng cái mẫu nhà này thì mọi người sẽ có được nhiều kinh nghiệm để giúp cho ngôi nhà được hoàn thiện theo đúng như ý nguyện. Và nói về cái kinh nghiệm mà thì ta xây dựng thì ta cứ nên làm sao là xây dựng, cái thứ nhất là có thiết kế, thứ hai nữa là mình làm là tìm cái đội thợ nào nó tâm huyết với nghề thì là người ta sẽ làm cho mình đảm bảo chất lượng. Dạ vâng, như bác có chia sẻ thì đầu tiên thì chúng ta cần phải có kiến trúc sư thiết kế đúng không ạ? Để cho chúng ta có thể biết được mẫu mã như là công năng của ngôi nhà cũng như là kết cấu tải trọng của công trình. Bên cạnh đó thì chúng ta nên tìm một đội thợ thi công uy tín, và trong khi là cái khâu mà tìm thợ rất là quan trọng, bởi vì là bản thiết kế có đẹp đến đâu nhưng mà đội thợ không làm theo những ý nguyện của mình thì cũng rất là khó đúng không ạ bác? Đúng rồi. Những gia đình nào mà chưa có kinh nghiệm nhiều thì ta nên lưu ý là cái thứ nhất là bên thiết kế, người ta thiết kế thì là mình dựa vào đó. Thứ hai nữa là cũng nhờ anh em đội thợ nó có nhiều kinh nghiệm thì mình sẽ hỏi người ta về cái kinh nghiệm nào để mình chia sẻ thêm và xây dựng theo ý của mình cho nó đẹp. Và có thêm một ý nữa thì cháu muốn xin được bác tư vấn, tức là mình có nên nhờ người quen, người thân không, hay là mình cứ nhờ những người tốt nhất để mang tới cái điều tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất cho ngôi nhà của mình ạ? Nói chung xây được một ngôi nhà này là mình bỏ cả một tâm huyết ra. Thế mà mình nhờ, nếu như trong nhà mình mà không nắm bắt được mà mình nhờ trong nhà thì nó cũng không tốt lắm, là vì không am hiểu gì về xây dựng. Cho nên tốt hơn hết là cứ nhờ những người nào có tâm và người ta hiểu biết rộng thì mình nên nhờ. Vừa nãy thì bác có nói một ý, đó là công trình của gia đình mình được hoàn thiện vào tháng 11 âm lịch đúng không ạ? Thì tính tới thời điểm là bắt đầu gia đình mình khởi công tới khi hoàn thiện là sẽ kéo dài trong khoảng bao nhiêu lâu vậy bác? Kéo dài là gần 11 tháng. 11 tháng. Gần 11 tháng. Thời điểm xây nhà vào đầu xuân mới là bao giờ nó cũng tốt. Cái thứ nhất là cây cối sinh hoa lại lộc. Thế rồi là mình làm lúc bây giờ là mưa gió nó chưa có nên mình sẽ rất là nó thuận lợi. Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì quý vị khán giả đang mong muốn xây nhà trong tương lai và đặc biệt là xây dựng mẫu nhà tân cầu điện như này thì sẽ có một vài tip mà quý vị có thể là nút lại. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải có một bản vẽ thiết kế được hoàn chỉnh đúng không? Đến từ những kiến trúc sư uy tín. Thứ hai là chúng ta sẽ cần phải tìm kiếm một đội thợ thi công cũng như là đội ngũ giám sát uy tín và chất lượng. Chúng ta không cần phải đặt nặng nề quá nhiều vào việc là lựa chọn người thân, người quen, cứ đội nào tốt và uy tín là gia đình chúng ta lựa chọn. Tiếp theo đó là việc mà chúng ta lựa chọn xây dựng nhà vào thời điểm mà đầu xuân năm mới thì cũng có rất nhiều điều thuận lợi như là may mắn dành cho gia đình. Và giống như gia đình của hai bác xây dựng nhà vào đầu xuân năm mới thì đến cuối năm đúng không ạ, gia đình mình đã có một ngôi nhà mới. Và dịp Tết Quý Mão vừa rồi thì hai bác cũng như là các thành viên trong gia đình đã có được một cái Tết thật là linh đình, đầm ấm trong ngôi nhà mới đúng không ạ hai bác? Đúng đấy cháu ạ. Dạ vâng. Và một lần nữa cháu xin được cảm ơn hai bác ngày hôm nay đã tham gia đồng hành cùng với chương trình để chia sẻ những mẫu nhà đẹp cũng như là kinh nghiệm xây nhà với quý vị khán giả. Và một lần nữa thì chúng cháu xin được thay mặt cho đội ngũ ekip truyền thông xin được kính chúc cho hai bác cũng như là toàn thể gia đình của mình sẽ có được một sức khỏe là dồi dào, một cuộc sống thật là hạnh phúc cũng như là viên mãn trong ngôi nhà mới. Cháu cảm ơn hai bác rất nhiều. Cảm ơn cháu.